chi tiết Ford Transit và Tourneo phiên bản nâng cấp mới. Ở thị trường Anh, mẫu xe Ford Transit và Transit Custom sẽ có thêm một biến thể được gọi tên là Trail. Theo như đó, biến thể Trail của mẫu xe khách phổ biến nhất nước Anh này sẽ được trang bị lớp vỏ ngoài cứng cáp hơn đi kèm một số nâng cấp kỹ thuật nhằm thích ứng với việc di chuyển trên các cung đường gồ ghề. Transit Trail và Transit Custom Trail hiện đã có sẵn để đặt hàng, với đợt xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng dự kiến vào cuối mùa hè này. Nhìn tổng thể, phiên bản Trail Offroad của dòng xe Transit được đặc trưng bởi lưới tản nhiệt tương tự Ford Raptor với tên hãng to bản nằm giữa, cũng như các ốp nhựa đen xung quanh cản trước sau xe và hông xe bên dưới thềm cửa, đem đến cái nhìn cứng cáp hơn cho mẫu xe khách của Mỹ. Biến thể Trail trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch khác biệt và logo Trail ở cửa trước. Trong khi đó, phiên bản nhỏ gọn hơn là Ford Transit Custom Trail 2020 sẽ có thêm tùy chọn giá nóc và bệ bước chân. Về nội thất, xe được trang bị ghế bọc da toàn bộ màu đen tiêu chuẩn. Các tính năng tiêu chuẩn nổi bật gồm điều hòa không khí, sưởi kính lái, gương gập điện và chiếu sáng tự động. Cả hai phiên bản trên đều được trang bị bộ visai chống trượt giới hạn mới và hệ thống kiểm soát lực kéo được tinh chỉnh lại, được thiết kế để tăng lực kéo trên các bề mặt trơn trượt. Tuy nhiên, Ford Transit Trail cũng sẽ có sẵn với hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh của Ford. Tương tự như Ford Transit dẫn động cầu sau, hệ thống sẽ gửi toàn bộ sức mạnh tới các bánh sau trong điều kiện bình thường, nhưng nếu cần, nó có thể gửi 50% sức mạnh đến các bánh trước. Khách hàng có thể lựa chọn kiểu dáng cabin đơn hoặc đôi cho cả hai phiên bản tùy theo nhu cầu của mình. Về động cơ, khách hàng có 3 tùy chọn động cơ diesel 2.0 lít với các mức công suất khác nhau từ 128, 168 cho đến 182 mã lực cho cả hai mẫu xe Transit và Transit Custom. Tuy nhiên, biến thể Transit Custom chưa cung cấp thêm cấu hình động cơ hiệu quả cao hơn nhờ công nghệ hybrid sử dụng hệ thống điện 48V. Hệ thống này hoạt động nhờ cơ chế thu hồi năng lượng phanh tái sinh và sử dụng năng lượng này khi xe đang chịu tải. Ngoài biến thể off-road của Transit ra, hãng xe Mỹ cũng hy vọng sẽ đa dạng hóa các dòng xe khách của mình hơn với việc ra mắt thêm biến thể Active cho mẫu xe Ford Tourneo và Ford Transit Custom. Tương tự như biến thể mới của Transit, phiên bản Active có ngoại hình hầm hố hơn, tuy nhiên phiên bản này lại không hướng đến việc off-road. Bằng chứng là Ford chỉ cung cấp visai chống trượt giới hạn dưới dạng tùy chọn và không cung cấp tùy chọn dẫn động AVKD như Trail. Biến thể Ford Transit Active 2020 mới được trang bị bộ mâm xe hợp kim 17 inch, lưới tản nhiệt mới, ốp thân xe đi kèm với các trang bị tiêu chuẩn gồm giá nóc. Bên trong, nội thất của biến thể Active trang bị ghế bọc da, trong khi đó phiên bản Tourneo Custom Active sở hữu các điểm nhấn trang trí màu xanh trên bảng đồng hồ tablo. Tuy nhiên, khách hàng chọn Ford Tourneo 2020 mới phiên bản Custom Active chỉ nhận được một kiểu thân xe MPV dựa trên mẫu xe van 8 chỗ, nhưng cùng một tùy chọn 3 động cơ diesel Transit Custom Trail. Với những khách hàng lựa chọn biến thể Transit Custom Active, họ có thể lựa chọn cấu hình cabin đơn, cabin đôi cũng như các phiên bản kéo dài hoặc thu hẹp trục cơ sở. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.